Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói hoài thế. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ promo sản phẩm nữ cảnh sát giao thông các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ promo sản phẩm phục vụ nhân viên phục vụ quán nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ promo sản phẩm anh tạo xăng các bạn ơi.
Như vậy là sản phẩm nước cảnh sát giao thông của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây sản phẩm nhân viên phục vụ quán của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm anh tạo xăng của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn.